Đấy tự nhiên đi cô. Khổ đi cũng như ơi. Hôm nay là ngày 16 nha. Chiều 16 thì tại căn nhà của đồng đạo đã chia đồ và cho bà con tại đây rất là nhiều nha. Quay là mãn năm tôi gặp quay cái tàu đây là những tô bún nghĩa tình nha của người dân kéo Hòa Thảo. Dạ hai tô đi chị Nhi An ơi. Về đây để đủ cho bà con mình nha. Chị đâu có được gì đâu. Đây. Mấy em này mình cho thuốc là từ ngày mấy tới ngày mấy em? Dạ anh cho từ ngày 16 là bữa nay cho tới ngày 18 luôn. 18 luôn. Anh cho 3 ngày. Là cho 24/24 luôn hả sao em? Dạ không, thì tối là chiều, tối là tụi em nghỉ. Bữa sáng là cho tới chiều. Cái này là của tư nhân của mình hay là? Tư nhân của thầy. À, của thầy hả? Chị nhớ cái lòng thiện nguyện của bà con rất lớn, có chút đỉnh. Dạ. Dạ, con xin thuốc cho con. Dạ. Ờ, thầy cũng ở gần đây ha sao thầy? Thì ở chợ mới nè, chợ mới. Hôm nay là ngày 16 nha. Chiều 16 thì tại căn nhà của đồng đạo đã chia đồ và cho bà con tại đây rất là nhiều nha. Tàu quay là mãn năm tôi gặp quay cái tàu quay. Con tôi biết là coi chừng mở lên là coi nha. Đây là đồng đạo chiên tàu hủ nha. Đây bà con mình à. Em đây là
hộ gia đình mình tổ chức hay là có anh em gì tiếp không em? Đây là hộ gia đình tổ chức chiên đậu hũ cho bà con mình nha. Có dịch vụ Phương Nga ha, thì cũng có nơi đây tổ chức cho tắm miễn phí và bún riêu nha. Thì Đạt sẽ mời cô chú anh chị cùng với Đạt đi bún riêu nha. Rồi đây là bún riêu nha bà con ơi. Đạt sẽ review những bậc bún riêu và những tô bún riêu để cùng ăn với chủ gia đình nha. Rồi đây là nồi bún nha cô chú anh chị và các bạn. Nồi bún rất là ngon nha. Đấy nha, đây là cô mời cái nhà mình ăn tô bún riêu miễn phí qua nhà nha, rất là ngon nè. Rồi cho hai bọc luôn nữa thôi. Đây từ quán hủ tiếu chay miễn phí về hướng tổ đình thì chúng ta thấy có một nơi gần tổ đình cũng cho nước miễn phí nha. Thì nơi gia đình của mấy em mình tặng nước mía cho bà con mình đi lễ. Cho đã bánh mì kìa, quay luôn không? Dạ dạ dạ. Đây là thùng đá mía nha. Rồi. Chè gì? Chú hỏi thăm là gì? Về Hòa Hảo thì chúng ta thấy những cái cử chỉ cao đẹp của người Hòa Hảo tại thánh địa và tại chùa thầy nha. Đây bà con mình đến đây để nhận những ly nước nghĩa tình nha. Đang đang chạy về hướng tổ đình Phật giáo Hòa Hảo, thì chạy cặp mé về hướng tổ đình thì cũng có một căn nhà cho cháu. Đây nồi cháo rất là đặc biệt nha cô chú anh chị và các bạn, và rất là ngon nè. Đây cháo các bạn nha. Đây đang bỏ hành vô rất là ngon nè. Dạ mấy cô cho con hỏi tí đường mấy cô, là vào những ngày lễ như thế này thì gia đình mình đãi từ bữa mấy cô? 16 tới 18 là đãi xuyên suốt sáng chiều luôn hả cô? Là mình chỉ đãi riêng biệt là món cháo không hay là có món gì nữa không cô? Cháo không nha. Cháo với lại nước đậu à. Rồi đây là gia đình của chị đãi nước cháo và nước đậu nè, miễn phí, hoàn toàn miễn phí nha cô chú anh chị và các bạn. Đây là mấy cô mình bà con mình đến đây ngoài ăn cháo ra thì cũng có bún kèm theo nha cô chú anh chị và các bạn. Thì đây là bún kèm theo. Rồi đây mấy cô mình đang sắc hành để niêm cháo nha cô chú anh chị và các bạn. Mình quay vậy mình phải ăn tô cháo mới được chứ. Dạ tôi con ăn không. Và dọc theo con đường đi về tổ đình thì chúng ta mới gặp rất là nhiều hộ gia đình là Phật tử Phật giáo Hòa Hảo tại làng Hòa Hảo đã tổ chức. Đây trước cửa trạm cơm số 3 thì cũng có đãi bún riêu vào chiều 16 cho cô chú anh chị và các bạn nha. Thì nơi đây Đạt mời cô chú cùng với Đạt đến tiến lại gần nơi cho phát bún riêu nha. Rồi đây là nồi bún riêu nè cô chú. Rất là ngon. Xong rồi
Đây là những tô bún nghĩa tình nha, của người dân kéo Hòa Thảo. Ra hai tô đi chị đi ăn thôi. Về đây để nhủ cho bà con mình nha. Chị chứ đâu có được gì đâu. Đây, nóng nha chị, qua đó lấy một ra hai tô đi cho khách đi liền đi. Đừng tôm, đừng tôm. Mày ba cũng phát đi. Giờ thì gần tới Tô Đình, Đạt sẽ lộ bộ một đoạn để cùng trải nghiệm với cô chú anh chị và các bạn nơi phía trước Tô Đình buôn bán như thế nào nha. Đây thì bà con mình về đây buôn bán rất là đông. Đây là cô đang nướng bánh nè cô chú anh chị các bạn. Đây là những chiếc bánh nướng được thành phẩm nha. Rồi bên đây thì cốc và những sâu que gym ha cũng được bán ở trước cửa này rất là nhiều. Tô Định thì chúng ta cũng thấy một cái trạm phát cơm và phát nước miễn phí nha cô chú anh chị và các bạn. Thì nơi đây có những em rất là trẻ mà đi làm công việc phước thiện ha. Tâm lạnh luôn mấy chú ơi, uống ly tâm lạnh. Cái này là mình xâm lạnh ha em? Dạ. Xâm lạnh nha cô chú. Thì nơi đây cũng có thuốc nam từ thiện ha. Thì thuốc bịch nha cô chú anh chị và các bạn. Thì ai có lòng hảo tâm hay là dùng thuốc từ thiện gì đó thì mình đến đây để lấy tự nguyện nha. Đây là không ép buộc và không khuyến cáo là trị bệnh nha. Đây Đạt đang đứng phía trước cổng vào trong Tổ Đình nha. Giờ thì Đạt mời cô chú anh chị và các bạn cùng với Đạt đi vào bên trong nha. Giờ thì Đạt mời cô chú anh chị và các bạn tham quan một số tiểu cảnh. Đây chúng ta đang cận cảnh tổng quan phong cảnh phía trước Tổ Đình rất là đẹp nha. Chú Rồng đó thì được chạm bằng cao nha cô chú anh chị và các bạn. Rất là đẹp. Và bưởi nha. Đây đặt mời cô chú anh chị và các bạn đi tham quan một số nơi của Tổ Đình Phật giáo Hòa Hảo năm nay nha. Thì năm nay Tổ Đình mình tổ chức rất là đẹp nha cô chú anh chị và các bạn. Thì nơi Tổ Đình này được chạm lòng nha. Đây đặt cảnh cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem ha. Rồi đây là chú Rồng nha. Rất là đẹp nha cô chú anh chị các bạn. Quay đây nè. Quay đây. Chờ em kìa. Cũng đàng hoàng với mẹ cái chú xuống đi. Nhìn chị kìa. Cũng đàng hoàng đấy. Ngồi nhà quýnh giờ. Rồi phía bên đây là Tổ Đình Phật giáo Hòa Hảo nha, là nơi Đức Thầy và Đức Ông, Đức Bà cùng sinh sống tại ngôi nhà này nha cô chú anh chị và các bạn. Giống như câu của thầy, thuyền bất ngã ta cầm tay lái nha, biết người bến sông mê chứ. Chị chậm.
là em với chị đứng cho bà chồng. Giờ Đạt mời cô chú anh chị và các bạn cùng với Đạt đi vào phía bên trong tổ đình Phật giáo Hòa Hảo ha, nơi thánh địa Phật giáo Hòa nha. Đây là cho nước miễn phí nha, cà phê, trà đường rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Dây đi nước ngoài luôn rồi. Bà con mình ở nhiều nơi quy tụ về nơi tổ đình Phật giáo Hòa Hảo để dùng cơm nha cô chú anh chị các bạn trong ngày đại lễ. Hôm nay là ngày 16 nha, chiều 16 nha. Đây là khu vực nhà ăn của phía sau tổ đình Phật giáo Hòa Hảo nha cô chú anh chị các bạn. Đây này phía sau tổ đình đây là hàng lưu máy vú phía sau tổ đình, giờ đã thành những cái lưu đựng nước đá cho bà con mình giải khát đường xa nha, và rửa mặt cầu phước lộc nha của thầy nha cô chú anh chị và các bạn. Đây là những cái lưu mà sự tích của thầy để lại nha. Đây một lưu bây giờ thì đựng bao nhiêu nước đá nè. Quay hả chú? Dạ. Đây là rau củ quả tại phía sau tổ đình nha. Đây, đặt mời cô chú anh chị đi vào nhà bếp để xem mấy cô mình lặt xả ha. Thì nơi đây bà con mình chuẩn bị những món ăn gì về xả mà lặt khá nhiều quá. Đây là những bao dưa chuẩn bị cho về ấy nha, về chỗ nha. Các anh mình đang rất tất bật nha cô chú anh chị các bạn. Đây mấy cô mình đang sắc đu đủ nè. Lu máy vú phía sau tổ đình, giờ đây đã đựng nước đá cho bà con mình đến đây uống để giải căn giải nghiệp nha. Đây là dưa hấu mà của bà con Phật tử ở nơi khác đến cúng nơi Quỳnh giáo chủ nơi tổ đình nha. Đây nguyên một xe luôn nè. Đây phía sau tổ đình thì cũng có cấp phát thuốc miễn phí nha cô chú anh chị các bạn, thì ai cảm thấy mình có gì đó thì đến đây để nhận thuốc uống nha.
Đây là một nghĩa cử cao đẹp của người làng Hòa Hảo nha cô. Mấy em này mình cho thuốc là từ ngày mấy tới ngày mấy em? Dạ anh cho từ ngày 16 là bữa nay cho tới ngày 18 luôn. 18 luôn. Dạ, anh cho 3 ngày. Là cho 24 trên 24 luôn hả sao em? Dạ không, thì tối là chiều, tối là tụi em nghỉ. Bữa sáng là cho tới chiều. Cái này là của tư nhân của mình hay là? Tư nhân của thầy. À, của thầy hả? Chỉ với cái lòng thiện nguyện của bà con rất tốt, có chút đỉnh. Dạ. Dạ, con xin tốt mọi người. Dạ. Ờ, thầy cũng ở gần đây ha sao thầy? Thì con đại diện cho bà con Phật tử ở khắp nơi về đây dự lễ thức thầy khai sáng của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì tại tôi đình thì thay mặt cho bà con trong nước và ngoài nước trên kênh của con thì cảm ơn thầy rất là nhiều nha, đã lo cho người dân nha. À, kế bên đây thì cũng có một hộ gia đình hay là tập thể gì sẽ cũng có phát thuốc miễn phí cho bà con nữa nè. Dầu từ sau đây hết rồi con. Mời cô. Dạ cô, hộ của mình là từ đâu đến đây vậy cô? Cái này cái con ở trên Đào. Cả Tàu hả? Trên Đào. Dạ. Cái anh chữa cái đảo trên Đào. Dạ. Chỗ này cũng để là dự định là mình phát thuốc từ ngày mấy tới ngày mấy cô? Từ đây tới ngày 18 luôn. Dạ. Thì bà con nào có cảm cúm hay là nhức đầu sổ mũi gì đó đến đây thì mình dẫn cho thuốc ha. Rồi. Con đại diện cho kênh Lê Đạt Đồng Tháp thì cảm ơn cô chú rất là nhiều nha, đã lo cho bà con mình trong ngày đại lễ ha. Dạ. Đây thì Đạt cũng có gặp chú nơi đây thì xoa bóp và bấm nguyệt nha. Phía sau chỗ tổ đình Phật giáo Hòa Hảo ha. Chú cho con hỏi mình đại diện của nhóm nào chú? Của hội từ thiện y bác sĩ từ thiện An Giang. À, đây là đại diện cho hội y bác sĩ từ thiện An Giang đến đây để áo phụng trắng đó. Dạ. Khum đó. Đoàn 2 kg. Đoàn 2 kg. Dạ. Rồi con cảm ơn chú chia sẻ rất là nhiều nha, đã lo cho bà con mình trong ngày đại lễ nha chú. Dạ.